Chào mọi người, hôm nay Phú Quang sẽ hướng dẫn mọi người cách kết nối máy Canon với lại điện thoại để mình có thể mình truyền dữ liệu hoặc là dùng điện thoại để điều khiển thông số trên máy ảnh. Rồi, đầu tiên thì con này thì mình sẽ thử với con M50 Mark II nha. Ok, mở nguồn lên này. Bỏ qua cái này đi. Rồi. Thì đầu tiên mình sẽ chụp trước 3 tấm nha. Mình thì hãy chụp AV. Ok. Mình thử cái remote này. Ok, chụp bằng kia. Rồi. Rồi, thì mình quay luôn một đoạn video luôn, mình quay phim nha. Ok. Rồi, bấm quay phim, bấm đây. Ok. Rồi, ngắt ha. Ok, sau khi có chụp xong rồi á thì mình sẽ vô một là menu. Rồi. Tìm đến cái mục phía trên này nha, mình vô một wifi này. Đó, rồi vô một kết nối wifi. Thì đây mình sẽ là kết nối với điện thoại. Rồi thêm thiết bị kết nối nè. Ví dụ trường hợp ở đây mình sẽ dùng con iPhone cho nên mình sẽ dùng là iOS. Ok. Rồi mình sẽ bật là kết nối qua wifi. Đó. Thì ở bên này mình sẽ làm tương mình sẽ vô wifi. Rồi mình tìm đến cái này. Rồi ok, mình đánh y chang mật khẩu vô nha, chữ in hoa dễ thương vào. Gì? Đây nha. Đây. Ok, kết nối. Rồi đây mình sẽ quan sát cho nó kết nối được cái wifi trước đã nè. Đó, nó sẽ báo là không có kết internet nha, nhưng mà mình vẫn vào wifi, mình vẫn vào wifi để truyền dữ liệu bình thường nha. Mục đích là mình không có lên mạng mà mình truyền dữ liệu thôi. Nè, mình sẽ vô app Canon. Đó, mình vô app Canon thì nó sẽ hiện lên là tên model luôn. Còn nếu mà bạn nào chưa hiện lên thì mình đợi một chút. Mình cứ đảm bảo chắc chắn là nó sẽ vô được wifi trước, rồi mình vô đây mình đợi một chút, nó sẽ hiện lên rồi mình bấm vô tên này. Bấm ok. Ok. Thì ở đây mình sẽ bấm vô inbox email. Ở đây nó sẽ có những cái hình này. Thì ở đây mình sẽ cài đặt là chọn original size trước nha. Ok. Rồi bấm select. Mình chọn tất cả luôn đi. Tất cả mình chọn vô đây. Rồi bấm inbox. Đây là cái quá trình mà nó tải về nha. Đến tải tới đâu thì nó sẽ đánh dấu tới đó. Rồi, ok. Sau khi mà tải xong rồi mình sẽ vô mục này, album ảnh, và mình qua mình tìm tới cái mục album của camera remote ha. Đây, EOS M50 Mark II đây. Thì nó ở đây mình có tải về 4 hình rồi. Bấm vô xem chất lượng nè. 6.8p nè. Mình xem chất lượng góc trên này là bao nhiêu. Đó, ok. Rồi, qua xem video luôn. Ok, bây giờ mình sẽ dùng điện thoại để mình có thể mình điều khiển con camera. Thì mình phải phát ra thì mới điều khiển được nha. Mình vô menu này. Tại vì lúc này mình có nhập mật khẩu rồi. Cho nên thì cái iPhone này 5824 là cái điện thoại của mình. Mình cứ bấm vô đây để nó phát ra thôi. Rồi mình sẽ tìm, bấm vô. Trường hợp mà là những bạn mà kết nối với những điện thoại khác nhau á, thì mỗi điện thoại nó có một hot thôi. Ví dụ như mình dùng điện thoại khác thì mình sẽ không vô hot này, mà mình sẽ tạo ra một hot mới ha. Rồi, nó đã kết nối rồi thì mình sẽ vô lại app. Đó. Rồi bấm vô shop. Ở đây thì mình
sẽ để cái cục băng keo này. Đó, ok. Để chỉnh qua chụp hình ha, ví dụ IV đi chẳng hạn. Đó. Rồi mình có thể mình ok, cái này không chọn lấy nét được nha. Bấm chụp ở đây được nè. Đó. Ok. Rồi mình sẽ chỉnh khẩu độ. À cái nó chọn. À chọn được nha, chọn được. Hơi chậm một chút. Rồi mình chỉnh khẩu độ. Ví dụ đây mình chỉnh khẩu 10 đi. Thì mình xem cái này nó sẽ cập nhật khẩu 10 này. Tương tự mình kéo lên khẩu 16 chẳng hạn đi. 16 này rồi mình đẩy xuống khẩu 4.5, 4.5. Rồi, tiếp theo là tới phần bù trừ sáng. Bù trừ sáng mình chỉnh. Mình cứ mình kéo vào đây thôi thì ở đây nó sẽ cập nhật theo nha. Đó. Okay. Vẫn có một cái độ lắc nha. Ok, ISO. Chỉnh ISO ở đây thì ở đây nó sẽ cập nhật theo luôn nha. Đó. Rồi mình xem lại ảnh này. Bấm vô đây xem lại ảnh được luôn này. Đó. Ok. Quay video đi. Đó, thì ở đây nó vẫn cập nhật ra là quay video nha. Đó, nó tự chuyển qua này, mình chuyển lại chụp hình này. Chụp hình này. Quay video này. Đó, ok. Rồi, video thì mình cứ bấm quay đây thôi. Đó, bấm quay. Và đây mình sẽ thấy được cái máy của mình đang quay cái gì. Thì mình cứ chạm vô lên lấy nét. Ok. Rồi bấm này ngắt. Ở trên này thì mình vẫn chỉnh được là bù cái quay ba lăng này, cân bằng trắng này. Nó cập nhật cái này luôn nha. Đó, mình chỉnh qua cái màn khác, màu khác thì nó sẽ khác này. Đó. Đó, mình thấy khác nhau chưa? Rồi, ok, cái này mình cứ trả với bình thường thôi. Rồi, cái này là tracking theo gương mặt. Lấy nét theo gương mặt hay là chọn single shot. Rồi, hẹn giờ. Tính năng hẹn giờ. Rồi, chỉnh chất lượng. 4K hay là Full HD? Đó. 4K thì nó crop khung hình lại hơn nha. Còn Full HD thì nó sẽ giữ được khung hình của mình. Rồi, cái này là cái âm thanh. Âm thanh vào mình có thể mình chỉnh được. Nên auto này mình chỉnh thấy được cái gain. Gain âm thanh này mình chỉnh đến này được luôn ha. Rồi, hoặc là mình tắt mic đi. Đó, ok. Chỉnh được tất cả trên này nha. Rồi bật thử tiếng gió ở trên này được luôn. Rồi. Cái này thì là chọn mấy cái bắt liên tục rồi thôi. Đó, nó có biểu tượng âm thanh ở dưới này luôn nè. Ok. Thì như vậy á. Thì mình vừa hướng dẫn mọi người cách kết nối Wi-Fi giữa con camera và con điện thoại để mà truyền dữ liệu rồi ha. Còn ví dụ trường hợp mình có một điện thoại khác thì mình sẽ vào menu rồi mình vô kết nối Wi-Fi. Rồi sau đó cái đây là điện thoại của mình nè. Bây giờ mình điện thoại khác mình bấm qua bên này một cái rồi mình bấm vô kết nối điện thoại thì mình sẽ là thêm thiết bị để kết nối. Rồi mình Android, iOS thì mình sẽ chọn cho đó. Ví dụ Android chẳng hạn đi. Thì mình sẽ cứ chọn qua Wi-Fi rồi nó phát ra mình dùng điện thoại khác đó kết nối vào và mình nhớ cái tên đó để mình vào cho lần sau đó. Rồi Phú Quang xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Dạ xin cảm ơn mọi người.